điều tra hình sự Trung tướng Cộng sản Việt Nam Đường Minh Hưng về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ đến từ Berlin. Tổng công tố Liên bang Đức đã khởi sự điều tra Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam với cáo buộc làm gián điệp và tước đoạt tự do. Truyền thông Đức đồng loạt đăng tải tin này hôm thứ Tư. Tướng Hưng được cho là đã thân hành sang Berlin nhiều ngày vào tháng 7 năm ngoái để điều khiển các nhân viên mật vụ Cộng sản Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Nhật báo Süddeutsche Zeitung gọi đây là phản ứng mạnh nhất từ trước cho tới nay của Đức đối với vụ bắt cóc mà Berlin cho rằng là một sự vi phạm trắng trợn luật quốc tế cũng như chủ quyền của Đức. Các nhà điều tra Đức cho hay trong khoảng một tuần lễ có mặt tại Berlin, Tướng Hưng đã thực hiện hơn 100 cuộc gọi điện thoại di động và nhắn tin tới những người khác tham gia vào vụ bắt cóc cũng như phối hợp các nhiệm vụ của họ. Hai ngày trước vụ bắt cóc, Tướng Hưng đã thay đổi chỗ ở từ khách sạn Berlin sang khách sạn Stierhof. Căn phòng này ở đây sau đó đã được sử dụng như là một trung tâm chỉ huy. Ông ta liên tục ở đó và hầu như không ra khỏi phòng cho đến khi bắt cóc được ông Trịnh Xuân Thanh. Kể từ khi tin tức về vụ bắt cóc nổ ra, quan hệ giữa Berlin với Hà Nội không ngừng xấu đi. Chính phủ của Đức đã trục xuất hai viên chức tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam. Đức cũng đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Mới đây, Tổng công tố Liên bang Đức đã truy tố ông Nguyễn Hải Long là một thương gia Việt Nam ở Cộng hòa Czech, người đã thuê chiếc xe minivan để giúp cho mật vụ Cộng sản Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Long bị truy tố về tội làm gián điệp và trợ giúp bắt cóc.